Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cải cách thể chế là yêu cầu quan trọng để tự lực tự cường. Ngày 18 tháng 9, học giả Trương Nhân Tuấn viết trên Facebook cá nhân Nhân Tuấn Trường cho rằng phải cải cách thể chế, nhất thể quá chế độ. Tác giả bình luận chưa hết năm mà đã xảy ra 3 kỳ hội nghị trung ương 8, 9 và 10. Trung ương càng hợp nhiều thì càng cho thấy nội bộ đảng có xào xáo. Vì đâu? Vì tranh chấp phe phái chăng? Và đây là hình bài viết trên Facebook Nhân Tuấn Trường. Tác giả chỉ ra rằng, phe phái trong đảng đã được phân chia từ lâu, phe Bắc, phe Trung, phe Nam, phe Công an và phe quân đội. Hiện tại, hai phe, phe Công an và phe vừa hưng vừa yên đang chinh phục quyền lực. Tác giả cho rằng, từ nay phải phân biệt bốn khuynh hướng phát sinh trong đảng. Thứ nhất là khuynh hướng theo Trung Quốc, tức rập khuôn mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và củng cố tư bản nhà nước. Thứ hai là khuynh hướng độc lập kiểu phát triển Việt Nam sao cho mục tiêu tự lực tự cường sớm thành công. Thứ ba là khuynh hướng bảo thủ, phe này hầu như cũng là phe rập khuôn mô hình Trung Quốc. Thứ tư là phe chủ trương cải tổ thể chế có xu hướng thân Mỹ. Tác giả nhận định, sắp tới Việt Nam sẽ có nhiều chuyển đổi từ trong nội bộ đảng, tương lai chính trị của Việt Nam sẽ tùy thuộc vào những chuyển đổi này. Tác giả phân tích, có thể cho rằng Phe bảo thủ, tức phe chủ trường, Vũ Như Cẩn đề cao mô hình tứ trụ hiện đang áp đảo nếu chỉ theo dõi truyền thông trong cũng như ngoài nước. Hệ quả của mô hình tứ trụ cho đất nước và nhân dân Việt Nam là tham nhũng, hối mại quyền, thế đã trở thành đối sống Cuộc đốt lò sau đại dịch COVID-19 cho thấy cả một bộ máy nhà nước là một tổ chức tội phạm. Chưa bao giờ trên thế giới này, ở một đất nước mà từ chủ tịch nước cho tới hàng loạt bộ trưởng đều là tội phạm không thể dùng thứ, ăn trên xác chết, trên nước mắt, trên nỗi sợ hãi và khổ đau của nhân dân. Và đây là hình tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm. Tác giả nhấn mạnh mô hình này phải dứt khoát dẹp bỏ. Tuy nhiên, theo tác giả, mô hình tứ trụ vẫn được nhiều sự ủng hộ là vì đây là phương pháp phân chia miếng bánh Việt Nam. Người ta lo sợ nhất thể quá là vì một phe lên sẽ ăn hết phần của các phe còn lại. Điều cần nhấn mạnh là Trung Quốc nhiệt tình ủng hộ mô hình tứ trụ, cũng là mô hình rập khuôn Trung Quốc. Tác giả đặt vấn đề, vì sao Trung Quốc ủng hộ? Là vì chỉ có mô hình này, Việt Nam mới lệ thuộc vào Trung Quốc mà thôi. Ngoài ra, trong 20 năm áp dụng mô hình này, sự phát triển của Việt Nam vô cùng bệnh hoạn Tất cả đều của nước ngoài, nội lực Việt Nam không có gì cả. Tác giả cho biết, ông ủng hộ phe cải cách, mô hình nhất trụ là mô hình phổ cập, tứ trụ là ngoại lệ tác giả lý giải không có quốc gia nào lại có tới hai hệ thống quyền lực hiện hữu song song, đảng nhà nước như Việt Nam. Không có ngân sách nào có thể trả lương đồng loạt cho hai ông đầu tỉnh, kiểu tỉnh ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân. Các bộ trưởng thì có bộ trưởng và đảng ủy của bộ. Đã có chủ tịch nước đứng đầu quốc gia, lại còn có tổng bí thư quyền hạn đứng trên chủ tịch nước. Trên thế giới này, có đảng nào đứng trên quốc gia hay không? Không có nước nào cả. Vì vậy tác giả kết luận phải cải cách thể chế, phải nhất thể quá chế độ, phải gặp lại hai bên, Bộ Chính trị hòa tan với Chính phủ, Ban chấp hành Trung ương hòa tan với Quốc hội, các cấp ủy hòa tan vào Ủy ban Nhân dân. Tác giả cho rằng làm như vậy ngân sách được nhẹ bớt một nửa, với ngân sách dành cho đảng có thể tái tổ chức quốc phòng hiện đại và chấn hưng nền giáo dục khai phóng. Có như vậy mới hy vọng Việt Nam sẽ có ngày tự lực tự cường thế giới bây giờ không còn vụ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ nữa, mà là một thế giới mạnh được, yếu thua. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cải cách thể chế là yêu cầu quan trọng để tự lực, tự cường. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo Chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam đang ráo riết hợp tác với Mỹ để bảo vệ chủ quyền Biển Đông ra sao? Quan hệ Việt Nam và Trung Quốc được đánh giá là mối quan hệ giữa hai quốc gia có hệ thống chính trị tương đồng do đảng Cộng sản lãnh đạo. Chính trị Việt Nam được coi là một bản sao của chính trị Trung Quốc. Và đây là hình Bộ trưởng Phan Văn Giang và Tổng thống Philippines sinh thời cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có thái độ mềm yếu quá mức đối với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Ông Trọng từng nói rằng, căng thẳng với bạn, tức Trung Quốc, thì liệu chúng ta có thể ngồi đây để bàn về đại hội đảng hay không? Đây là sự vô trách nhiệm của người đứng đầu đảng Cộng sản Việt Nam mà ít ai có thể chấp nhận được. Theo một số nhận định, sau khi kế nhiệm ông Trọng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có quan điểm khác biệt trên nhiều vấn đề. Đặc biệt là chính sách đối ngoại với các cường quốc nói chung và quan điểm về chủ quyền trên Biển Đông nói riêng. Khi ông Lâm mới chân ước chân ráo nắm quyền lãnh đạo, Bộ Ngoại giao đã đưa ra tuyên bố nhấn mạnh việc bảo đảm các quyền hợp pháp của Việt Nam đối với phần thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý trên khu vực giữa Biển Đông. Đây là lý do khiến Bắc Kinh tức giận và họ lập tức có các hành động đáp trả. Kể từ khi ông Tô Lâm thực sự nắm quyền, Cảnh sát biển Việt Nam đã có nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác với lực lượng từng duyên của Philippines. Từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 9, Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức một đợt diễn tập bắn đạn thật tại khu vực vùng biển gần đảo Phú Quý, thuộc tỉnh Bình Thuận với tình huống giả định là chống tàu lạ xâm nhập vào biển Việt Nam. Và đây là hình tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm. Giới quan sát ghi nhận tàu cá và tàu khảo sát Trung Quốc từng vào gần vùng biển đảo Phú Quý trong các năm gần đây. Một số ý kiến cho rằng các phản ứng đối phó của Việt Nam cũng như Philippines hiện nay đều sẽ thất bại vì câu trả lời nằm trong bản chất chế độ của Bắc Kinh. Kể từ năm 2012, dưới thời Tập Cận Bình, Trung Quốc đã trở nên độc đoán hơn và có thường luật pháp cũng như các chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là hồ sơ Biển Đông. Theo giới phân tích, Philippines nên tính đến việc kích hoạt hiệp ước tương hỗ với Mỹ, còn Việt Nam có thể tiến tới tập trận hoặc phối hợp chặt chẽ hơn với lực lượng từng duyên của Hoa Kỳ đang hoạt động tại khu vực Biển Đông. Được biết, Mỹ sẽ tặng cho Việt Nam chiếc tàu tuần duyên thứ ba trước cuối năm 2024 này. Mới đây trong chuyến thăm Mỹ của Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 9, ông đã được Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tiếp đón trọng thị, cùng tuyên bố khẳng định về sự gia tăng hợp tác quân sự giữa Hoa Kỳ và Việt Nam diễn ra trong suốt năm qua. Và đây là hình cố Tổng bí thư Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đồng thời, hai nước đang đàm phán về thương vụ mua bán máy bay vận tải C-130 cho Hà Nội. Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đang xem xét về việc mua các loại máy bay khác của Mỹ, bao gồm cả chiến đấu cơ F-16. Tuy nhiên, do Hà Nội lo ngại ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, nên các cuộc đàm phán về loại máy bay này không có nhiều tiến triển. Việt Nam cũng đã và đang âm thầm chuẩn bị cho những quyết định mua sắm, như gửi một số sĩ quan không quân những đội hậu cần đến Mỹ để huấn luyện và học tập từ cách đây 2-3 năm. Đồng thời, Việt Nam mới khai trương một sân bay ở Phan Thiết dành riêng cho việc triển khai một số loại máy bay huấn luyện sẽ mua của Mỹ trong tương lai. Điều đó cho thấy Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực và cơ sở hạ tầng cho việc mua sắm vũ khí Mỹ. Tất cả những sự kiện này đánh dấu giai đoạn mới trong hợp tác hữu nghị giữa hai nước, đến nay vẫn suôn sẻ và đi theo hướng mà cả hai nước đều mong muốn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam đang ráo riết hợp tác quân sự với Mỹ để bảo vệ chủ quyền Biển Đông ra sao. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.